Đây, chào các bác nhé. Hôm nay thì sẽ gửi tới các bác cái cách mài đục to, mài phôi. Thế thì với cái bộ đục này, đây là cái đục làm mộc, đục làm nhà. Cái mẫu đục rất là to. Thì đây là cái đục to này. Cái đục này rất là khó mài nhá. Thì bên cơ sở em thì chuyên mài đục, tất cả các loại đục để phục vụ các bác làm nhà, các bác làm cây, làm gỗ. Thì với những cái phôi đục này, thì các bác mà chọn đục để chọn cái phôi tốt như thế này nhá, để mài làm sao cho nó sắc bén, làm việc cho nó thuận lợi. Thế thì cái mẫu đục này thì bên cơ sở em làm đã hoàn thiện, cây này đã hoàn thiện rồi. Còn đây là phôi, đang mài phôi. Với cái tông đục này thì chất liệu sẽ bằng gỗ nghiến già 100% nhé. Như các bác nhìn trên màn hình đây, cái mẫu đục này là đục làm thợ mộc này các bác này. Các bác mà cần cái mẫu đục làm mộc này thì em có mẫu đục làm thợ mộc nhá, chuyên dụng dành cho các bác làm gỗ. Và cái cách mài thì nếu như các bác mà chưa mài lần nào, các bác hãy xem kỹ cái video này nhá. Đây là nhà em mài bằng máy. Còn nếu như các bác mà không có máy, các bác có thể mài bằng đá. Cơ sở em là cơ sở chuyên mài đục. Tất cả những cái loại đục thì bên em đều có. Đấy thì cái đục này thì nhà em cũng mài và đang cung cấp cho tất cả các bác trên cả nước về tất cả những cái mẫu đục như là làm cây bonsai, đục làm nhà, đục làm cây cảnh, đục làm đồ gỗ. Và số điện thoại của nhà em thì sẽ là số điện thoại này nhá. Số điện thoại 0914 570 316. Đây là số điện thoại ở cơ sở em nhé. Các bác có thể liên hệ trực tiếp tới bên em. Em sẽ gửi đục đến tận nhà các bác. Và đục thì cơ sở em sẽ nhận xỉ lẻ trên toàn quốc nhé. Bác nào cần số lượng nhiều để về bán cửa hàng hoặc là bán về đục làm cây bonsai, làm cây cảnh, hãy liên hệ trực tiếp tới nhà em. Cơ sở em thì sẽ là số điện thoại này. Cường đục nha các bác nhé. Anh Cường, hãy liên hệ với anh Cường qua số điện thoại này để tham khảo cũng như là tư vấn tất cả những cái dòng đục của nhà em. Hôm nay thì một cái video ngắn về cái phần thô của tất cả cái dòng đục. Có những bác là cần đục sáo diều nhá, hay là đục to, đục cỡ nhỡ nhất, đục làm tượng, hãy liên hệ nhé để em tư vấn và cũng như là các bác chọn cái cây nào cho nó hợp lý trong cái công việc của mình. Những bác làm cây thì các bác chọn cây tỉa, cây móng. Đấy. Và tùy theo nhé, các bác có thể đặt 1-2 cây, tùy theo các bác lựa chọn, em cũng gửi đến tận nhà các bác. Và đối với các bác mà lấy xỉ, lấy nhiều số lượng để về để bán, giá sẽ tốt nhất để gửi đến tận nhà các bác. Thì cơ sở em có rất nhiều những cái dòng đục khác nhau. Để các bác mà quan tâm tới kênh thì đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để sẽ nhận được tiếp những cái video của bên cơ sở em nhé. Và các bác mà lớn tuổi khi xem được video này của nhà em, các bác đang cần tham khảo, hãy lưu số điện thoại này của em vào nhé. Hãy lưu tên em Cường vào. Em sẽ nhận tư vấn cho các bác về tất cả những mẫu đục, tùy theo các bác lựa chọn mẫu nào. Giá thì nhà em làm ra được để đảm bảo với các bác là sẽ rẻ nhất trên thị trường. Đấy, và giá xỉ sẽ tốt nhất khi các bác quan tâm đến bên cơ sở em nhé. Video ngắn thì em xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác một cái video sau.